Từ ở dưới chân núi mà mình đi lên đây gần tới chùa Phật Lớn cả nha. Ở đây có bức tượng Phật Ngâm nè cả nha. Giờ mình lên mình cúng Phật Ngâm rồi mình đi thẳng là chùa Phật Lớn. Đây là ở chùa Phật Lớn là khoảng chừng còn có cỡ cây số nó tới nha cả nhà. Từ dưới chân núi mình lên tới đây là tới. Thì nếu anh em cô bác nào mà có đi núi Ông Cấm á, thì bức tượng Phật Ngâm này thì anh em ai cũng đều biết. Giờ mình đi lên. Từ dưới ở dưới chân núi cả nhà mình gửi xe ở dưới á, là hồi nãy mình có đi bộ mình đi tắt á, mình tắt nữa mà quay cái cầu nãy cả nhà. Rồi bây giờ mình tẻ ra đường lộ lớn nè, mình ghé chân chỗ thờ cái bức tượng Phật Ngâm nè cả nhà. Mình ghé đây mình cúng. Vô cùng đẹp nha cả nhà, rất là trang nghiêm. Quá xá đẹp luôn. Quá mát luôn. Bữa nay trời không có nắng nha cả nhà, sương mù rất là nhiều luôn. Hiện bây giờ là mưa, là cũng như là mưa phùn cả nha, mưa lâm dâm hột nhiên nhiễn vậy đó, cũng như là sương vậy đó. Bức tượng này quá lớn nè, mà mình không biết nhiêu mét thôi. Trên này rất là trang nghiêm nha. Mình cũng lên núi Ông Cấm mình cũng chuyến này thì mình đi quay nhiều cái video lạ nha cả nhà. Cái video nào mình có đăng rồi thì mình không quay, không có quay. Mình quay những cái chỗ mà mình chưa có từng tới đây á, mình quay với cả nhà xem. Đó giờ mình đi núi Ông Cấm nhiều lắm rồi mà mình cũng chưa đến ghé chỗ bức tượng Quan Thế Âm này. Chỗ bức tượng Phật Ngâm này thì là ở chỗ lên chỗ chùa Phật Lớn này khoảng cỡ cây số nữa cả nhà, cũng gần tới trên núi rồi. Mình đi núi Cấm mấy lần mình không có lại đây quay nữa nha, chuyến này mình lại đây mình quay. Khá là đẹp nha, rất là trang nghiêm. Mạnh Tông nè cả nhà, mình măng Mạnh Tông này là nó cũng có sự tích ở trong chuyện nè cả nhà. Là măng này là ở trên trên núi nha, măng này rất là ngọt luôn, mềm ngon lắm. 1 kg 12 ngàn cả nhà. Nhiều ký. Măng Mạnh Tông 12 ngàn quá rẻ luôn bà con ơi, ăn rất là ngọt luôn. Cả nhà, hiện bây giờ là sương mù nè cả nhà. Bây giờ mình lên tới, mình đang đứng ở đây là cho lên trên núi nha cả nhà. Là bước là khoảng chừng và 50-60 bước nữa là tới chùa Phật Lớn rồi. Mà là sương mù vậy nè cả nhà. Bữa nay là sương mù bịt mù luôn. Bây giờ mình cầm cái máy mình đi, mình không cắt video mà quay lấy chùa Phật Lớn luôn. Giờ đi nè, đi nè. Đi đi. Trời ơi, cũng ăn đó kìa. Ôi, cũng ăn đó kìa. Cần nhiều ký anh Tám? Cả phẳng nhiều ký? 16 ký hả? Ít là còn một mà. Mà ăn bự chắc không ngon đâu. Có căn nè, bự kìa. Mềm ngon cực kỳ luôn. Cũng bự, bự cũng ngon luôn hả? Sôi lên là làm à. Nó đi về hả mua chứ mua thì mình mua tới về rồi là đâu có ngon. Quá xá là sương mù luôn nha. Tôm cắn miếng ăn coi, cắn miếng ăn coi. Không ăn được mà, ăn được không? Cắn sống á, cắn sống được không? Nó đắng vậy thôi phải không? Đi gì hả mua, đi nè. Giờ đi ta. Mình mua chút xíu mình nấu cơm mình ăn ha. Ngồi đảo ở đây mua gì nấu cơm chiều ăn. Mình đang đứng đây là lên tới trên núi nha cả nhà. Là hiện bây giờ là mình đang đi lại là chùa Phật Lớn với chùa Vạn Linh.
là mình đêm nay là mình ngủ trên núi nha cả nhà, là ngày mai mình đi lên điện Bồ Hông. Bây giờ bịt mù luôn, một lần mà đứng đây quay là thấy đắng cho luôn. Quá xá sương mù. Quá sương mù luôn. Đây là mình đối diện với chùa mà chùa Phật lớn nè cả nhà, chùa Phật lớn bây giờ quay không thấy luôn. Còn chùa Vạn Linh là chùa Vạn Linh nè cả nhà, đây là cái đường đi thẳng là chùa Vạn Linh, là một lần mình đứng đây mình quay là thấy chùa Vạn Linh rồi đó. Mà bây giờ là sương mù gì nè cả nhà, là không thấy luôn đó nha cả nhà. Cái tháng này là mùa mưa là trên núi Ông Cấm là mình lên đây là sương mù dữ lắm nha cả nhà. Giờ mà cái này còn cũng như là như ở Đà Lạt cho lắm. Cái tháng này mà ai đi Đà Lạt cái Gia Trang thôi lạnh chết luôn. Ý là mình đi ở núi mà còn gì. Quá xa. Giờ không thấy gì luôn. Còn ở đây thì mình ở đây nè cả nhà, là mình đối diện với Phật Di Lạc nè cả nhà. Đó, ở trước mặt mình có cây cầu là ở chỗ Phật Di Lạc đó mà quay không thấy luôn. Còn bây giờ là anh em cô bác người ta đi lại chùa Phật lớn nè. Là nếu mà anh em cô bác nào mà đi núi Ông Cấm là cái đường này là ở chùa Phật lớn nè cả nhà. Mà bây giờ là quay không có thấy gì luôn. Đây là cái cầu là ở chùa Phật lớn nè cả nhà. Đó cái cầu trước mặt mình đó mà giờ không thấy cái cầu luôn. Kế bên mà giờ không thấy cái cầu luôn á. Quá sương mù. Cái cầu thấy màu mờ chứ mình ở ngoài mình thấy, trong video không thấy luôn á. Cái này không kêu sương mù mà kêu bằng gì chị? À, cái sương mù với mây, nó còn sương mù với mây nó cũng có một thứ à. Nghe bài ca không? Ừ. Mây mù trên núi cao. Mây mù luôn ra thì rồi đó. Không, thầy đó. Mù mịt mà. Đó, mây đó, mây đó. Mây thì nó có mây á thì cái này là cũng có sương nữa. Cũng như là mưa lâu lâu. Cứ thử gì đây, mây mù trên núi cao đây. Không, bài ca, có ca nữa mà. Thì đó, bởi vậy. Thường thường là mình đứng ở đây nè cả nhà, là mình quay lại thấy chùa Phật lớn đó cả nhà, là cái cầu này nằm đứng đây là mình thấy nè, bây giờ không thấy luôn. Còn ở dưới này là cái hồ cá, là cái hồ cá mà mình không thấy hồ cá luôn nè. Cá dưới mình đứng đây mình thấy nhóc cá chừng nè cả nhà, mà trong video không thấy luôn. Quá xá sương mù, không thấy luôn. Còn đây thì mình đấu diện với Phật A Di Lạc, Phật Di Lạc nè cả nhà. Thường thường là đứng đây là mình quay Phật Di Lạc thấy rõ luôn nè, bây giờ không thấy luôn. Giờ mình cầm cái video này mình đi tới chùa Phật lớn luôn cả nhà. Mình không cắt video. Mình không cắt ghép video, mình quay thẳng luôn. Là cho anh em cô bác là trên núi Ông Cấm này bữa nay là trời là rất là u ám.
mưa lâm dâm gì. Đều có cái là ông mặc áo mưa là hầu thấm nha, thấm ướt ướt đồ luôn. Đó trước mặt mình là chùa Phật lớn đó nha, thấy hơi dạng dạng ha. Dạ, yeah, cảnh này đẹp mấy Tân. Quá xá đẹp. Dạ, yeah, để đảo một vòng. Quá xá đẹp. Mở bữa nay sương mù quá nhiều, thành ra không được sáng không. Dạ, đi lên đi Tân ơi. Ờ, cái trái này trái gì ta? Cái này gì? Mày thái 1 ký nhiêu à? Ký 50 ký 50. Dạ. Hồi đảo ra mua 1 ký. Dạ. Ờ, đảo ra. Dạ. Nó ăn nó chua chua ngọt ngọt như me vậy Tư. Mà nó dễ ăn hơn me nha. Dạ. Để con lên cho nó quay còn đảo với nó mua cho vàng. Cho về biết luôn. Rồi bây giờ là mình tới chùa Phật lớn nha cả nhà. Mình dạo cung gian vòng vòng ngoài cả nhà xem nha. Bữa nay sương mù rất là nhiều cả nhà. Quay cái video của nó không được sáng không. Mà quay video không được sáng mà rất là đẹp nha cả nhà. Lâu lâu mới có sương mù. Người kêu sương mù, người kêu mây mù. Bây giờ quay xuống cái hồ cá là không thấy luôn, toàn thấy mây không. Giờ mình thẳng đi chánh điện nha. Mình đi thẳng vô chánh điện. Mình quay một đoạn rồi mình tạm dừng video nha cả nhà. Mình tới chùa Phật lớn là mình ngưng là mình cho chọn một cái video nha cả nhà. Bữa nay thì mình đi núi cấm mình quay rất nhiều nhiều cái video. Cả nhà chờ xem video của mình nha. Đây là chánh điện chùa Phật lớn nha cả nhà. Rồi gặp cái đoàn cái nhà, cái đoàn nhà đi chung nãy. Tới giờ mới gặp. Đi hậu cũng gặp rồi. Giờ đi dính từ người cho về coi Bùi Văn Dùng. Nơi quê nhà lòng ơi da chín
thờ ông nhân chào, mà cuộc đời mẹ cha đã cho trong đời con không thể nào quên bao nỗi niềm vào trang nhật ký ơn nghĩa sâu của đấng thiêng liêng. Nhìn những vết nứt trên thịt da của mẹ mà lòng con trẻ vô cùng chua xót. Chín tháng cứ mang mẹ âm thầm chịu khổ rồi trở già sinh con mẹ đau sẽ cay lòng. Chồng mẹ hạnh phúc ôm con rồi mẹ nói mình có con rồi ba thằng Ti nó ơi. Cha vội vàng lau nước mắt mẹ rơi rồi nói má ơi vui mừng khôn xiết. Hạnh phúc của cha niềm vui của mẹ là con trẻ chào đời trong vòng tay ấm. Đâu biết xót xa mà của mẹ cha hy sinh cho đàn con trẻ. Nay con hiểu ra tình thương yêu cha mẹ thì tóc đã quay màu vì dài nắng dầm sương. Sinh thành chịu nặng ngàn cân, thương cha thương mẹ à ơi, thương cha thương mẹ cả đời vô sương. Lâu lư nè cả nhà. Này có 102 á. Mỗi khi con ôm con đau lòng mẹ xót xa như ai cào ai xe. Dạ, Bùi Văn Dùng chứ. Rồi Bùi, tôi lớn lên Dùng. Trong vòng tay dạ. Của mẹ nuôi dưỡng của chồng cha hả? Mới chú hôn gì? Bùi luôn. Trời về đánh lên kênh Bùi Văn Dùng coi ủng hộ. Bởi con mới lên năm rồi lên bác nhắn lên người. Mẹ chẳng quản gian nan chắc chiêu từng bụng xưa. Cha cực khổ trăm chiều dẫu gian khó bấy nhiêu. Mẹ vui mừng khi con biết sửa thôi nôi. Rồi chấp dần bước đi trong niềm vui cô. Bùi Văn Dùng.
Dạ bố Văn Dũng, chú về coi được clip này không? Để cho chú muốn đánh lên kênh này, chú đánh chuột mặt lớn. Chuột lớn thì nuốt cắm là da da. Chuột lớn nuốt cắm là da da. Đánh bố Văn Dũng lên cho lên clip luôn. Cắt sâu trong da. Trên Bùi Văn Dũng về coi tiếp nha. Giờ lại hỏi cái phái đoàn này nè. Phái đoàn này ở Long Thuận, huyện Ngự, Đồng Tháp này. Chú đi chùa Phật Lớn hả chú? Chùa Phật Lớn. Sao thấy đi chùa nước cấm. Nước cấm mà mình thấy sao, thấy đi thoải mái không? Đi thoải mái, bữa nay là trời mây mây luôn như Nha Trang, Đà Lạt vậy đó. À mát ha. Thoải mái, mát mẻ lắm. Vô cùng mát luôn á. Mát. Bữa nay là không bữa thấy ánh nắng luôn á. Không mà. À. Đi mà còn mặc áo mưa mà. Trời mát còn mặc áo mưa. Ướt mình hết trơn. Ủa? Rồi, nhưng mà thở lẽ là... Vậy Tư đâu? Không biết đâu hết á. Đi xuống dưới mua me cho vậy Tư có ăn cho biết coi. Bà chưa biết cái trái gì đó, cái trái gì nãy nói mà quên rồi. Ờ trái mây. Năm nay ăn ký 50 ngàn, dễ ăn. Măng 12 ngàn ký hả? Rồi, mình quay cũng dài cái nhà mình tới chùa Bắc Lớn, mình cũng tạm dừng video. Mình tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video mình cảm thấy hay thì nhớ cho like đăng ký mình. Nhớ bấm cái chuông coi clip mới của mình. Mình cũng chúc phúc cả nhà mình giỏi xem cái video của mình. Mình cũng xin chào cả nhà nha.